Cuộc đời ca sĩ Thái Hằng, vợ nhạc sĩ Phạm Duy, bao dung dù nhạc sĩ với mối tình đầy tai tiếng. Và thập kỷ 60 tại Sài Gòn, vụ ly hôn của vợ chồng cặp nghệ sĩ Phạm Đình Chương và Khánh Ngọc đã khuấy đảo báo chí dư luận. Sự tan vỡ ấy được châm ngòi từ cuộc tình vụng trộm Khánh Ngọc và nhạc sĩ Phạm Duy, anh rể Phạm Đình Chương. Ngọn núi lửa đầy mê hoặc. Từ những năm giữa thập niên 1950 đến đầu thập niên 60, ca sĩ Khánh Ngọc với thân hình bốc lửa, kiều diễm, từng làm chao đảo nhiều văn nghệ sĩ tài danh và khán giả. Ngoài ra, bà còn là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ đầu tiên sáng chói trong làng điện ảnh Sài Gòn, trước cả Kim Cương, Thẩm Thế Hằng, Trang Thiên Kim và Kiều Chinh. Giọng ca trời phú cộng với ngoại hình gợi cảm, phong cách biểu diễn hút hồn đã giúp cho Khánh Ngọc tạo nên tiếng tăm và có cơ duyên gặp yêu, kết hôn với nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Bà vừa là vợ vừa là nguồn cảm hứng, là nỗi đau tột cùng để Phạm Đình Chương sáng tác ra những ca khúc bác hủ vang danh. Đến anh trời cũng trồng cây si. Bất chấp Khánh Ngọc là vợ của Phạm Đình Chương, em trai ca sĩ Thái Hằng vợ mình, Phạm Duy vẫn quyết tâm chinh phục người đẹp. Vào một buổi tối định mệnh, ông đã bắt tại trận cuộc tình vụng trộm của vợ tại quán chè ở nhà bè gia đình. Trời đất như sụp đổ dưới chân, Phạm Đình Chương phải nhờ bạn bè dìu quay trở lại nhà, nơi hai đứa con thơ dại đang ở nhà một mình, ngóng chờ bố mẹ. Cho dù Phạm Duy đã cầu cứu đến bộ thông tin, xin cái báo cho ngưng bài điều tra phóng sự, nhưng họ vô đơn chí. Chuyện lớn càng giấu giếm lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng mấy chốc cả Sài Gòn đã loạn lên vì biến cố trong đại gia đình nổi tiếng về nghệ thuật. Dù vẫn còn yêu vợ và thực lòng muốn thứ tha, nhưng trước dư luận sục sôi, Phạm Đình Chương đành gạt nước mắt, nộp đơn ly dị lên tòa án và nhận quyền nuôi các con thơ. Sau cuộc tình loạn luân đài ngang trái giữa vợ và anh rể, Phạm Đình Chương vây vệ sống đơn độc. Những bản tình ca bất hủ ra đời trong nước mắt và hoài niệm xót xa. Nữ hồn thương đau, đêm cuối cùng, người đi qua đời tôi khi cuộc tình đã chết. Thở ban đầu, khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Một đêm mưa tầm tã ở Sài Gòn, ông tình cờ gặp lại vợ sau ánh đèn sân khấu. Ông có ý muốn đưa Khánh Ngọc trở về nhà, nhưng sự ngại ngần không dám đối diện trước chồng đã khiến cho Khánh Ngọc cắt lời từ chối. Những ngày tháng ấy với Phạm Đình Chương là chuỗi tuyệt vọng. Ông viết trong nửa hồn thương đau, nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất và tiếng hát và nước mắt. Sau này cuộc tình tay ba đã để làm ba ngã, Phạm Duy rời phương trời cũ, tiếp tục sáng tác và có thêm nhiều mối tình dang dở. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương cũng qua đời trong cô độc, và nữ danh ca Khánh Ngọc, ngọn núi lửa rực cháy một thời, đã kề vai bên người chồng mới, với hai đứa con và một vết thương sâu nặng mãi trong lòng. Phạm Duy nỗi buồn u uẩn và đám cưới của Thái Hằng. Phạm Duy là con bướm đa tình, khi đã tạm mọi cánh con bướm này, chọn nơi dừng chân, lập gia đình với một người con gái tài sắc, ca sĩ Thái Hằng. Nhưng nàng lại đang mang một nỗi buồn u uất, chưa hề tỏ bày cùng ai, quen biết với gia đình Thăng Long từ dạo còn tản cư ở chợ Đại, Cống Thần, Hà Đông năm 1947, rồi cùng nhau về liên khu 6 ở chợ Neo, Thanh Hóa đầu năm 1949. Lúc này Phạm Duy cũng thấy vương vấn trong đôi mắt của Thái Hằng một nỗi buồn. Có lẽ chính vì thế mà những ca sĩ tầm cỡ như thi sĩ Huyền Kiêu, thi sĩ Trinh Hùng, họa sĩ Bùi Xuân Phái, nhạc sĩ Ngọc Bích ở chợ Đại, thêm đàn Phú Thứ, Bửu Tiến, Bửu Kỉnh ở Thanh Hóa cũng không lay động được con tim của nàng. Thái Hằng rất kín tiếng, ít khi tâm sự với ai. Chỉ đến sau này, khi giữa nàng và Phạm Duy đã trở nên thân thiết, thì nàng mới tố lộ nỗi niềm sâu kín ấy. Vào năm 1945, Thái Hằng đính hôn với một sinh viên trường luật tên là Trần Văn Nhung. Nhung là một thanh niên yêu nước nhưng có khuynh hướng thân Nhật. Vào đầu thập niên 40, cũng như rất nhiều thanh niên khác, anh tin rằng Nhật Bản thực sự muốn giúp cho Việt Nam thoát ra khỏi ách thực dân Pháp. Cảm tình của anh đối với Nhật Bản khiến cho anh được tặng một học bổng để đi du học, nhưng anh chưa kịp đi thì xảy ra vụ Nhật đảo chính năm 1945. Trước giờ đảo chính, một sĩ quan Nhật hỏi một nhóm sinh viên Hà Nội cho họ triệu tập xem có ai muốn xung phong cùng đi với lính Nhật vào Hạ Thành Hà Nội, họ sẽ được dành cho vinh dự là từ tay giật lá cờ tam tài của Pháp xuống. Mọi người còn đang do dự thì Trần Văn Nhung và một sinh viên đứng lên nhận lời. Hai sinh viên này đi tiên phong trong đảo lính Nhật và bị bắn chết ngay bên bờ tường thành cửa Bắc trong phút đầu tiên của vụ đảo chính. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, một buổi lễ truy điệu những người đã hy sinh cho nền thịnh vượng chung của Đại Đông Á được tổ chức rất long trọng tại nhà hát Hà Nội. Thái Hằng đầu chiếc khăn trắng tới dự lễ truy điệu này. Cái chết của vị hôn phu đã ảnh hưởng rất lớn đến Thái Hằng. Từ ngày đó trở đi,
Thái Hằng đắm đuối trong nỗi niềm riêng. Trong suốt một năm lúc chưa đi tản cư, tuần nào nàng cũng mang hoa tới đặt trên mộ và ngồi khóc. Đi theo gia đình ra vùng kháng chiến, nàng vẫn mang theo tấm ảnh và tập nhật ký của người đã chết. Trong đó Nhung có những câu nói vừa gỡ vừa thiên như: nếu anh chết thì em hãy lấy chồng và cố tìm ra một người nào như anh nhé. Khi ra sống ở Chợ Đại và Chợ Neo, trong 2 năm liền, Thái Hằng vẫn chưa nguôi được nỗi buồn. Suốt 3 năm dài, coi như để tang cho người tình, nàng đóng chặt tâm hồn, sống với một nỗi buồn không che giấu. Một hôm, cha mẹ nàng đã tìm cách đốt tấm ảnh và tập nhật ký của Nhung đi. Biết được tâm sự của Thái Hằng, Phạm Duy tuy thực tâm nể phục thái độ của anh hùng của Trần Văn Nhung, cũng như sự chung tình của Thái Hằng, nhưng vẫn cố làm cho nàng khuây khỏa và dần dần thay thế được hình ảnh của người hùng đã khuất trong trái tim của nàng. Sau 6 tháng quen biết, Phạm Duy chính thức hỏi Thái Hằng làm vợ. Ông bà Thăng Long có chút lưỡng lự, nhưng lúc đó có 2 người rất uy tín là tướng Nguyễn Sơn và nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh nói giúp vào, lại nửa con trai lớn của ông bà là Phạm Đình Viêm, Hoài Trung cũng nhiệt tình ủng hộ, nên cuối cùng ông bà Thăng Long cũng ưng thuận. Sau khi chọn được ngày tốt, bà Thăng Long ra cái chợ ngay trước quán phở của mình mua 1 nải chuối, 1 buồng cao, 1 gói trà để tiến hành lễ hỏi. Phạm Di kể lại rằng bên nhà trai không có ai ngoài tôi ra, đành phải nhờ người em của điêu khắc gia Lê Thị Kim là Bạch Bích tới bưng hộ khai trầu. Hôm đó từ trong quán Thăng Long đi ra, tôi còn là một kẻ độc thân. Rồi tức khắc từ ngoài cửa đi vào, sau khi đứng lễ ông bà, ông phải xong, từ nay trở đi tôi trở thành người chồng chưa cưới của Phạm Thị Thái Hằng. Một cái lễ hỏi nhẹ tên so với sự năng nhọc và kiên trì của 6 tháng khổ công vận động của tôi. Cưới vợ được 4 tuần thì Phạm Di được điều về Việt Bắc. Phạm Di phải đưa vợ mới cưới cùng đi. Khoảng đường từ Thanh Hóa lên Việt Bắc hơn 800 cây số, phải đi bộ. Nhưng mới đi được nửa đường thì Phạm Di phát hiện vợ mình có thai, lỡ rồi đi luôn. Đúng 1 tháng sau, họ đặt chân lên đất Thái Nguyên. Liên lạc viên dẫn tới Yên Giả, một khu rừng nằm gần ranh giới 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Ở chung quanh đây không có một gia đình thường dân nào cả. Khu thung lũng rộng lớn có núi bao quanh này là an toàn khu của tất cả các cán bộ làm việc trong cơ quan khác nhau của Trung ương. Mỗi gia đình cán bộ đều được cơ quan của mình phát cho một mảnh đất, rồi có người tới phụ giúp để dựng lên một cái nhà bằng nứa. Những ngày tháng ở đây đã ghi đậm dấu ấn trong hồi ức của Phạm Di. Ông viết: đời sống ở Yên Dạ quá đẹp. Bỏ công chúng tôi đã rời bỏ một nơi an ninh thịnh vượng là Thanh Hóa để lên đây ở. Nói thêm về cuộc đời của ca sĩ Thái Hằng, người vợ tào khang của nhạc sĩ Phạm Di. Thái Hằng được biết đến là một ca sĩ Việt Nam trước năm 75. Giọng ca của bà gắn liền với những ca khúc Tiếng Sáo Thiên Thai, Tình Hoài Hương, Tình Ca. Tên tuổi của Thái Hằng gắn bó với nhạc sĩ Phạm Di và ban hợp ca Thăng Long. Gia đình bà là những nghệ sĩ hàng đầu lúc bấy giờ và có những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Ca sĩ Thái Hằng còn được biết đến là một người vợ đảm của nhạc sĩ Phạm Duy và là mẹ hiền của các ca sĩ nổi tiếng như Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo và nhạc sĩ Di Cường. Thái Hằng tên thật là Phạm Thị Quang Thái. Bà sinh năm 1927 tại Hà Nội và xuất thân trong một gia đình âm nhạc. Cha của bà là Phạm Đình Phụng, một người am hiểu nhạc cổ. Ông biết đánh đàn nguyệt, còn mẹ bà thì biết đánh đàn tranh và đàn tì. Bà nổi tiếng một thời ở Đắk Bắc. Cha của Thái Hằng có 2 người vợ. Người vợ đầu có ông Phụng, sinh được 4 người con trai là Phạm Đình Trung, Phạm Đình Chính, Phạm Đình Sĩ và Phạm Đình Viêm. Phạm Đình Sĩ kết hôn với nữ ca sĩ Kiều Hạnh và có con gái là ca sĩ Mai Hương. Phạm Đình Viêm là ca sĩ Hoài Trung của ban hợp ca Thăng Long. Còn người vợ sau của ông Phụng thì có 3 người con, trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, ca sĩ Thái Hằng. Con trai thứ là nhạc sĩ Phạm Đình Chương và cô con gái út là Phạm Thị Băng Thanh, ca sĩ Thái Thanh. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cho nên hầu như tất cả anh chị em của Thái Hằng đều thấm nhuần dòng máu văn nghệ từ lúc còn nhỏ. Ngày 12 tháng 9 năm 1946, Thái Hằng cùng gia đình tản cư ra sân Tây. Sau đó do chị gái bị trúng đạn tử thương nên cha mẹ bà đã đưa các con chạy xuống vùng xuôi, mở một quán phở và đặt tên là Thăng Long. Tại quán phở Thăng Long, các văn nghệ sĩ kháng chiến trường dừng chân ăn phở và nghe nhạc. Cũng từ đó cái tên ban hợp ca Thăng Long ra đời. Thái Hằng lúc bấy giờ còn là cháu của nữ ca sĩ Song Kim, được Thế Lữ, chồng của bà Song Kim, quyết định cho vào hoạt động trong đoàn kịch Thế Lữ. Nhà thơ kim kịch tác giả này đã đặt cho Phạm Thị Quang Thái cái tên sân khấu là Thái Hằng. Thái Hằng bắt đầu bước vào sự nghiệp ca hát trong những năm kháng chiến chống Pháp. Trong thời gian ấy, bà cùng các anh chị em của mình là nhạc sĩ Phạm Đình Viêm, Phạm Đình Chương, ca sĩ Thái Thanh,
theo các đoàn văn công đi khắp các chiến khu để biểu diễn. Đầu năm 1949, anh chị em trong ban Thăng Long gia nhập các ban văn nghệ quân đội của Liên Khu 4. Quán Thăng Long lúc này cũng dựa về chợ Neo, Thanh Hóa. Cũng tại đây, Phạm Duy và Thái Hằng đã gặp nhau. Sau 6 tháng quen biết, Thái Hằng đã kết hôn cùng với Phạm Duy, một nhạc sĩ tiềm năng lúc bấy giờ. Trong hồi ký Phạm Duy, đoạn ghi lại những năm đầu, ông đi kháng chiến. Khi tạm trú ở ngay quán Thăng Long, ông đã viết về sự gặp gỡ định mệnh với Thái Hằng như sau. Vào đầu năm 1949, sau khi tất cả mấy anh em Phạm Đình Viêm, tức Hoài Trung, Phạm Đình Chương, Thái Hằng, Tăng Thanh, tức Thái Thanh đã gia nhập các ban văn nghệ quân đội của Liên Khu 4, rồi thì hai ông bà Thăng Long cũng rời chợ Đại, di cư vào Thanh Hóa để được sống gần gũi các con. Hai ông bà tới một nơi gọi là chợ Neo, cách làng Ngò khoảng vài cây số, thuê là căn nhà lá của một nông dân tên là Cò Mại và mở một quán phở vẫn lấy tên là quán Thăng Long. Vì cùng một đội viên của đoàn văn nghệ quân đội và vì không có ai là người quyến thuộc, cho nên vào những ngày nghỉ, ta thường hay theo Phạm Đình Viêm và Thái Hằng về chơi quán Thăng Long. Đã quen biết hai ông bà từ ngày ở chợ Đại, cho nên tôi được ưu đãi. Tôi được ăn uống nghỉ ngơi và ngủ luôn tại quán. Giường ngủ là hai cái bàn, trong quán ăn kê sát lại nhau, cùng với Viêm, Chương, Thái Hằng, Băng Thanh. Chúng tôi ngồi đàn hát với nhau suốt ngày. Họ cùng với đội viên của đoàn văn nghệ đóng quân ở gần đây kéo nhau ra sông Máng để tắm táp bơi lội. Khi còn ở chợ Đại, tôi cũng thoáng biết tới cô con gái lớn của quán Thăng Long, được nghe cô đánh đàn guitar và hát chung với mấy người anh. Nhưng lúc đó tôi không năng tới quán ăn này để tán tỉnh nàng như thường lệ mỗi khi bắt gặp người đẹp nào, bởi vì tôi còn đang quá bận bịu với những chuyện vui chơi của tôi. Và lại lúc bấy giờ cũng có khá nhiều cây si được trồng tại quán Thăng Long. Các chàng si này nếu phải mài kiếm dưới trăng để so kiếm lại toàn là những tình địch trong nghề như Đinh Hùng, Huyền Kiêu, Bùi Xuân Phái, Ngọc Bích. Vào tới khu 4 đi còn hoạt động chung với nhau trong đoàn văn nghệ, nhưng tôi và Thái Hằng chỉ là hai người bạn đồng đội và sống riêng biệt. Mới đầu tôi chỉ thấy Thái Hằng là người hiền lành xinh xắn, dễ thương, nhưng ít vui và rất hạ tiện trong sự biểu lộ tình cảm. Nay được ở gần nàng luôn luôn, và vì tôi là người lém lỉnh, cho nên nàng không thể im hơi lặng tiếng được nữa. Thế là chuyện này chuyện nọ được trao đi đổi lại, như giữa bất cứ một đôi trai gái nào. Sau gần 6 tháng đi chung với nhau trong đoàn văn nghệ cũng như ở chung với nhau tại quán Thăng Long, và sau khi đã ôm được nàng vào lòng rồi, tôi chính thức hỏi Thái Hằng làm vợ. Năm 1950, hai vợ chồng Thái Hằng và Phạm Duy sinh hạ đứa con đầu lòng là Duy Quang. Sau đó bà hạ sinh thêm Duy Cường, Thái Hiền và Thái Thảo. Những tài năng âm nhạc mới vào những năm thập niên 1950, Thái Hằng đã nổi tiếng cùng với ban hợp ca Thăng Long, gồm các anh chị em là ca sĩ Thái Thanh, Hoài Trung, Hoài Bắc, cùng với nhạc sĩ Phạm Duy. Ban hợp ca đã góp phần để dựng lên một thời hưng thịnh của âm nhạc Việt Nam. Họ đi trình diễn trên các đài phát thanh và sân khấu khắp ba miền. Thái Hằng lúc bấy giờ còn được khán thính giả đài phát thanh Sài Gòn rất hâm mộ. Khi ngâm thơ trong chương trình Tao Đàn do cố thi sĩ Đinh Hùng phụ trách, Thái Hằng cũng thường song ca cùng với em mình là ca sĩ Thái Thanh. Bên cạnh việc sinh hoạt trong lĩnh vực ca hát cùng các anh chị em và chồng là nhạc sĩ Phạm Duy suốt nhiều thập niên trước năm 75, thì Thái Hằng còn là một giọng ngâm thơ và là nữ diễn viên được yêu thích trong các chương trình thơ văn và thuật kịch trên đài phát thanh Sài Gòn. Cho đến nay, nhiều người yêu âm nhạc vẫn còn nhớ giọng ca của Thái Hằng qua những bản như Tiếng Sáo Thiên Tai, Tình Hoài Hương, Tình Ca của nhạc sĩ Phạm Duy. Đến đầu thập niên 1970, khi các con đã lớn, Thái Hằng ngưng hoạt động trình diễn. Sau đó năm 1975, gia đình bà qua Mỹ sinh sống. Lúc này Thái Hằng đã trở lại sân khấu cùng Phạm Duy, Thái Hiền và Thái Thảo đi lưu diễn, mang lại niềm an ủi và hy vọng đến người Việt. Năm 1978, khi các con trai từ Việt Nam qua Mỹ, thì Thái Hằng cũng ngưng hoạt động âm nhạc. Hiện nay các con của Thái Hằng vẫn tiếp tục sinh hoạt về âm nhạc. Các ca sĩ và nhạc sĩ Quang, Minh, Hùng, Cường biểu diễn thường xuyên tại phòng trà Ritz, Thái Hiền tại Đêm Màu Hồng, Thái Thảo và Túc Ngọc tại Mezzotis. Thái Hằng được bạn bè nhìn nhận như là một người vợ Thảo, mẹ hiền kiểu mẫu theo lối Việt Nam cổ truyền. Thái Hằng có tất cả 8 người con, hai đứa con út là Đức và Hạnh. Khi ở Việt Nam cũng như khi qua Mỹ, gia đình của bà đều sống quây quần trong một mái nhà hay ở nhà bên cạnh. Về lối sống và nhân cách của Thái Hằng, nhà văn Văn Quang, hàng xóm của gia đình Phạm Duy trước năm 75, cách nhà nhạc sĩ Phạm Duy không quá 50m, kể lại như sau. Tôi có nhận xét rất thành thật là nếu ở con người của anh Phạm Duy luôn luôn hiện diện hai chữ nghệ sĩ lớn như cây đại thụ,
thì ở chị Thái Hằng trong xóm tôi, chị là người rất bình dị. Chưa bao giờ chị chứng tỏ mình là một cái gì, ít ra cũng là một người vợ của nhạc sĩ nổi tiếng. Nói khác đi, chị không phải là bà Phạm Duy nổi tiếng, và cũng chẳng phải là một nữ danh ca thượng thặng trong ban hợp ca Thăng Long. Chị sống chan hòa như một người chị mẫu mực, hiền hậu đối với mọi người trong xóm. Chị sống hết sức bình dị, không xê xua, không làm dáng. Ngày 14 tháng 8 năm 1999, ca sĩ Thái Hằng trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, thị trấn Midway City, miền Nam tiểu bang California. Những ngày cuối cùng bà sống rất bình an và hạnh phúc bên chồng, và con đã trưởng thành, cùng thân quyến bạn bè luôn đến thăm hỏi. Sau khi bà qua đời, đã có rất nhiều lời thương tiếc gửi đến gia đình bà, từ khắp nơi trên thế giới.